Xin chào khán giả. Nhân dịp năm mới, đầu xuân, tôi kính chúc khán giả một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Và cũng xin cảm ơn các quý vị khán giả đã đăng ký cho kênh tôi và mong được quý vị khán giả quan tâm nhiều hơn nữa để kênh tôi phát triển và phục vụ quý vị khán giả được tốt hơn. Xin cảm ơn. Hiện giờ xe tôi đang lên khu sân chính của Thiền viện Tuệ Đức. Hôm nay kênh làm clip quay cảnh đẹp và điện thờ khu làm việc của các sư và ni cô Thiền viện. Giờ mời khán giả cùng đồng hành với tôi để quay những thước phim. Cua đẹp chưa? Thật đẹp, thật hay, phục vụ quý khán giả. Bây giờ mời khán giả cùng chúng ta cùng đi nhé. Trước mặt quý vị bây giờ là khu sân của chính điện Thiền viện Tuệ Đức. Bây giờ mời khán giả xem qua cảnh quan bên ngoài rồi chúng ta sẽ tiến vào ban thờ chính nhé. Bây giờ trước tiên mời quý khách sẽ tiến vào ban thờ chính của Tuệ Đức nhé. Thiền viện Tuệ Đức nhé. Bốn cột trụ được gắn bốn câu đối: mây núi chập trùng chốn ấy, bóng kim tôn xưa ánh đạo thắp nên, người ý chỉ. Gió trăng thấp thoáng nơi này, nguồn Tuệ Đức nay hùng tâm, gieo xuống dạng tông phong. Bên trong cũng là hai hàng cột nữa, tức là cũng gắn hai câu đối nữa các bác nhé. Bước nở khắp hà sa, đường trí tuệ điệu kỳ, muôn thuở trăng sao còn in. Bên này cũng là một câu đối nữa các bác. Lời tuyên thuần một vị đức từ bi mẫu nhiệm ngàn sau, sông núi mãi lưu. Ừ.
Chào thầy ạ. Xin các bác thông cảm nhé, vì thầy cũng không muốn giới thiệu tên cho nên là thôi để thầy giới thiệu cho về các ban thờ trên điện chính. Bây giờ mời thầy giới thiệu hộ con ạ. Cái tượng đó là tượng Đức Bổn Sư. Vâng. Đức Bổn Sư Thích Quang Ni đó là khi mà ngồi ở trên núi Liên Sơn á. Vâng. Là đưa cái hoa sen lên. Vâng. Đưa hoa sen lên để cho khơ thị cho vâng. chúng ta á. Vâng. Được không? Còn vị đây là Đại Trí. Vâng ạ. Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Vâng. Dạ, Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Vâng. Còn quý vị bên kia cận vua đó là Đại Hạnh. Vâng. Quý vị đó Đại Hạnh Cô Hiền. Đại Hạnh Cô Hiền. Dạ. Thầy cứ tiến lên đi ạ. Đây là địa hạnh sao ạ thầy? Cái Bồ Tát vị Bồ Tát này là vị Bồ Tát địa hạnh Phổ Hiền, cái hạnh người đó. Vâng. Người tới thập hạnh này, dạ vâng. Vâng. Đấy, vừa rồi thầy đã giới thiệu qua về các ban thờ trên điện chính nhá. Bây giờ mời các bạn và khán giả sẽ ra khu vực ngoài để xem những cảnh quan bên ngoài. Bây giờ mời các quý khách là theo thầy dẫn lên trên nhà thờ tổ nhé. Ban thờ to quá thầy ơi. Được không? Để thầy vô thầy bật đèn ra. Vâng ạ. Thầy lên đi ạ. Đấy là cảnh quan bên ngoài của nhà tổ đường các bác nhé. Đấy, các bác xem. Đây, nằm ở trên khu vực sân cao hơn khu ban thờ chính nhé. Bây giờ mời khán giả bước vào khu điện thờ chính của tổ đường nhé. Đứng sát vào tàu xin quậy. Vâng, thầy cho con biết là ở đây thờ các thần vị thần gì đấy ạ? Cái vị và đứng ở giữa đó là vị đó là tổ sư Bồ Đề Đạt Ma. Vâng ạ. Là tổ thứ 28 của cái thời Phật á. Vâng ạ. Ừ. Là người đệ tử thứ 28 đời đó. Vâng. Dạ vâng. Đó là tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, tức là người qua người Trung Hoa với Việt Nam nên người Tiền Phước. Vâng. Và bây giờ cái tích lịch là đó. Vâng. Các vị ở dưới ạ. Dạ, còn ở dưới này là cũng ở giữa đó là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Vâng ạ. Dạ. Còn cũng tổ. Vâng. Cũng tổ mà nhà vua đi tu rồi được độ rồi đặt là Phật Hoàng á. Vâng ạ. Còn bên này tổ Pháp Loa, bên kia là tổ Huyền Quang là hai ba hai vị đệ tử đó cũng vâng. Là bên tổ này là Đúc Lâm đó. Dạ vâng. Bên này là tổ Huyền Quang ạ. Dạ vâng. Vâng. Vâng ạ. Được rồi, thầy cứ giới thiệu cho con đi ạ. Cái vị này là vị thiền sư. Vâng ạ. Thiền sư là hòa thượng Thích Thanh Từ, bây giờ người còn sống. Người còn sống. Coi chân phục hầu cái độ pháp mà người tu người được độ người cũng người rõ phước lắm. Vâng.
Thích hạnh tư, thế là người còn sống rồi à. Còn lại các cái người đâu có thượng thích tinh từ, bây giờ người còn sống thích tinh từ còn sống cả. Dạ vâng, còn sống. À, vẫn còn sống ạ. Dạ vâng. À thế ạ, thế đã vẫn còn sống ở đâu đúc tượng đấy ạ. Ừ, người sống mà cái công trạng người lớn. Công trạng vâng, à, công trạng đấy ạ. Công trạng thích tinh từ. Đấy, được thầy giới thiệu thế thì chúng con mới hiểu được, mấy hai nữa là khán giả xem thì mới hiểu được. Mới nắm được cái, vâng. Cái bây giờ đường ở trong thượng viện tỉnh chiếu ở trong tỉnh Bà Rịa chúng ta. Vâng. Đấy, gần trăm cũng được. Vâng, vâng. Đấy, trời này còn đang ở trong ấy cơ mà. Vâng. Đang ở trong Đồng Nai mà. Vâng. Rồi, em quay tổng quát một tí cho khán giả ta xem đã. Đấy. Đấy. Thầy ơi, cái thiền viện mình đây là được xây dựng từ năm nào đến năm nào thì hoàn thành hả thầy? Cái thiền viện này là gốc là chùa Kim Tông có tự á. Vâng ạ. Từ đời Trần kia. Vâng. Ừ. Kim Tông, cái thốt Kim Tông có tự từ đời Trần kia, còn thiền viện mới phục hồi là mới xây dựng lại đây là vâng. hơn ngàn là chín là bắt đầu gì? Vâng. Tao vào xây dựng. Vâng ạ. Yeah. Tu lại mới. Thế nào hoàn thành năm nào hả thầy? Từ 2009. 2009 ạ. Mới hoàn thành cũng hơn ngàn 19 mới khánh thành đấy. À 2009 mới khánh thành ạ. Dạ vâng. Hơn ngàn bắt đầu xây dựng từ hơn ngàn 09. Vâng. Mà tới hơn ngàn 19 là khánh thành. Từ 10 năm mới khánh thành được. Dạ vâng. Mà tới bây giờ cũng vẫn còn lộp những công việc chưa xử lý. Vâng. À vẫn còn nhiều cái công đoạn vẫn cứ phải hoàn thiện tiếp. Dạ vâng. Còn nhiều chứ. Ví dụ như mình thiếu nhà thiền hay là mình thiếu thiệt bên đây đó là mình sai từ từ vâng. Vâng. Cảm ơn thầy ạ, thầy được đã vâng. Giới thiệu cho kênh của con, thứ hai nữa giới thiệu cho khách của con là xem hiểu được một là cái tổ chúc lành vâng. Vâng. Dạ vâng. Ở giữa thật là cái vị tổ nó là vị tổ từ Ấn Độ qua vâng ạ. Dạ, tổ sư Bồ Đề là của bạn vâng ạ. Là từ Ấn Độ qua. Vâng. Dạ. Con cảm ơn thầy ạ. Dạ vâng. Bây giờ mời khán giả ra xem những bức bia. Vâng. Đại đỏ là đỏ. Vâng. Sơn lược về thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức, chùa cổ Kim Tôn. Thiền viện Trúc Lâm được kiến tạo nên chùa Kim cổ Kim Tôn ở độ cao 300m so với mực nước biển. Tọa lạc trên núi, hình nhân trong dãy sáng sơn, thôn Thanh Tú, xã Đồng Quế, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc, nơi tụ hội thánh khí của đất trời và mạch nguồn tâm linh được lưu truyền từ nhiều thế hệ. Dưới là đề của những cái năm 2009 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Vĩnh Phúc phối hợp cùng Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tiến hành khai quật khu vực chùa cổ Kim Tôn. Cái này còn rất dài các bạn, nhưng cái này em chỉ giới thiệu như thế thôi để các bác có dịp mà lên thì sẽ đến đọc mà kỹ càng hơn một chút. Giờ chúng ta đang tiến vào khu trai đường nhé. Khu trai đường này là nơi dùng bữa trưa của các Phật tử ni cô và các thầy nhé. Bây giờ chúng ta vào tham quan qua một chút. Rất là khang trang sạch sẽ các bạn. Toàn bộ tất cả được bố trí ở trên cao nên rất sạch, mưa một cái là nó rửa trôi sạch hết. Đây các bạn, đây ghi có biển ghi là trai đường. Quay qua vào bên trong một tí thôi, đây có biển là không vào, cách ly không vào.
Đây, mời các bác xe nhìn qua một chút, em chỉ đứng ở cửa quay được không? Được bố trí những ghế, toàn là ghế trúc. Đẹp các bạn. Ghế trúc mây. Khu đằng sau kia là khu các thầy và các ni cô nghỉ trưa. Nên là thôi các bác cho phép là không quay khu vực nghỉ trưa nữa, để quay khu vực là sinh hoạt bữa trưa thôi. Và đằng sau là khu nghỉ chị ạ. Thầy nãy thầy giới thiệu là đằng sau là khu nghỉ, còn đây là phòng ăn trưa. Và các ni cô và các thầy. Bây giờ ta tiến ra cái khu lầu. Rất đẹp đây anh nhỉ. Chỗ này là có một cái hồ à, đây, đây, đây. Đấy, thấy chưa? Hồ này, Nầu Vọng Nguyệt đây. Nầu Vọng Nguyệt đây này, à đúng rồi. Ở ra Nầu Vọng Nguyệt này. Quay cảnh tí nhá. Quay cảnh như này nó. Đi ra kia. Chào cả nhà nhá. Đi. Đi ra kia. Bé á. Úi dồi ôi, bé. Bắt bé. Đi ra kia nha. Đợt trước em đi em chưa ra khu này đâu. À. Và... Là dòng được nước xuống làm cái cối. Giờ mời khán giả bước vào khu lầu Vọng Nguyệt được xây dựng ở giữa hồ nhé. Ôi nhiều cá quá. Ôi trời ơi. Cá. Ôi nhiều cá đấy. Ôi dồi ôi. Lầu Vọng Nguyệt cá thế rất nhiều nhá. Dưới cá to dưới rất là nhiều. Bọn trẻ con nó xem này nó thích lắm. Ôi không. Rất là nhiều cá. Wow, các loại cá luôn. Thế mà đây không bán bỏng hay là bán cái gì để cho cá ăn nhỉ? Hoặc là cung cấp cho mình để cho cá ăn cho đẹp không? Đẹp quá. Chỗ cá này độ khoảng vài năm nữa mà quay lại xây đầy đúng là lớn kinh khủng rồi. Vì cá ở đây thực ra thì cũng không đánh ăn bao giờ. Đúng rồi. À. Cá đây thì không ăn thì nó cứ sinh sản ra nhiều. Sinh sản nhiều lắm đây này. Có cả rô phi nhá. Nó đầy hồ. Đủ các loại mình kia, rô phi, đen phi kìa. Rô phi kìa. Có. Cá gì ở bên dưới thì rất là to nhá. Cá rô phi kìa. Không có một nước cá dưới á. Ôi trời ơi, hôm nay giá như có ấy mua bỏng chỗ nào ấy cho nó ăn thì nó lên thì đẹp lắm. Khán giả mà có dịp mà đi lên trên chùa Tuệ Đức, đền Tuệ Đức này nhá, thì ra khu vực hồ Nầu Vọng Nguyệt này là xem cái lượng cá này mà độ khoảng 1 năm 2 năm nữa mà quay lại đây thì to lắm. Năm sau là nó sẽ rất là to mà nó quá nhiều luôn đấy. Đẹp quá. Chính tỏ là cái cá này thả nó dày một tí rất đẹp, anh không nhận không? Trắng, hồng, màu da đá. Rất là đẹp nhưng mà tiếc cái hôm nay thời tiết nó hơi lạnh. Đúng rồi. Nó lên sẽ rất là nhiều nữa. Hai nữa là nó nắng lên cái thì mình quay nó sáng được. Nước nó trong. Nước nó trong, đẹp. Nó đẹp hơn nhiều. Hôm nay nó hơi lạnh. Sương hơi, thời tiết hơi có sương mù.
Đẹp quá. Vâng, ở đây cũng nhiều thế chứ. Đẹp đấy. Nhưng có cái là đây nó không chưa to được như Ninh Bình bạn. Ninh Bình cá mới to. Ninh Bình là cá to rồi. Ninh Bình là cá. Ninh Bình ở chỗ nào nhỉ? Ở đây ở chung, Đinh ở Bảy Đình á. Bảy Đình thôi chứ. À ở cổng vào, cổng vào. Quên mất. Ờ cổng vào nó thả. Ninh Bình là cổng chính đúng không? Ừ. Ôi, phiến đá này, vã mạn đấy. Không có biển gì ghi thờ. Chỉ giới thiệu ở bên trong thôi. Vâng. Mà có biết đây là thờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. À Quán Thế Âm Bồ Tát đấy ạ. Quán Thế. Vâng vâng vâng. Đẹp quá, được chạm trổ bằng đá hết rồi. Đúng rồi. Bây giờ anh em mình đi tản bộ quanh hồ đi. Đi quanh hồ để cho khán giả được xem cái cảnh đẹp của cái bờ hồ khu Tuệ Đức này. Phong cảnh đây đẹp ạ. Vâng. Hồ nước rất đẹp. Đúng là không phải nễu rủ nhưng mà những cây này rủ bóng xuống cũng là đẹp đi. Ừ. Nếu mà nó vào hôm nắng ấy. Mà thì đẹp lắm ấy. Trời nắng thì còn đẹp hơn nhiều. Vâng. Hôm nay là âm u nhỉ. Vâng. Trời âm u đấy, hèn lên đây. Anh em mình đi vào đường đi bộ đây. Đi đường bộ này. Đi thế này vào những hôm mùng 4, mùng 5 Tết thì đông lắm đây. Triệu người à. Là ùn kéo lên đây mà cũng không lấy được. Rất rộng chị nhá. Đây chị nhìn này. Bên này nó vẫn là khu của các thầy này. Chứ thầy bảo là mấy hôm trước hàng triệu người ấy đông lắm nhưng mà. Vâng. Đây này khu ở của các nhà sư à. Vâng. Tĩnh tại nhỉ. Rất là yên tĩnh. Vâng. Khu này cảnh quan em thấy đẹp hơn thuyền viện Trúc Lâm ở Tây Thiên. Ừ. Tây Thiên này không có hồ. Cảnh quan đây còn đẹp như vâng, không có hồ. Đấy, nhìn thấy cảnh hồ này, nầu vọng nguyệt đẹp quá này. Trúc Lâm ở Thiên Thiền viện Trúc Lâm ở Nam Đảo thì nó không có cái hồ cá đẹp này. Vâng. Rất nắm cá nha. Đây ra đây con tản mát ở đây bao nhiêu toàn cá to nhỉ? Đây ở bên dưới rất là nhiều cá mà cá to nhá. Đấy. Vâng. Cái này thì không biết là nó có được sâu lắm không nhưng mà rất nhiều sâu đây nhỉ. Vì dân bản đây nó là một cái chệ đồi chệ núi. À. Thế nên ra là người ta ngăn vào đây này. Cái đồi này rất là sâu đấy. Cái đoạn rất sâu đây là cá to ở bên dưới kia nhìn rất là ấy. Dưới này to lắm. Mình ra tất ở dưới kia rồi. Vừa cá vừa sạch nhá. Nước ở trên này cực sạch luôn. Nước thì sạch trong xanh à. Vâng. Trước cái hôm nay nó có cái cơn mưa này, nó trời nó âm u. Này một con đi ánh nắng ở cái hồ này quá đẹp. Đẹp lắm. Hôm nay anh em mình đi là hơi bị trời nó hơi bị trở dời đấy. Nó trở dời nó có bóng. Đấy, đường thoát của hồ nước đi mà cũng được nát. Nó toàn bằng sỏi. Toàn bằng sỏi đấy. Rất là cầu kỳ đấy. Không có nhiều cá kìa. Đấy, à. Nước trong xanh cá thì các màu rất nhiều. Khu cách ly vui lòng không vào. Thôi anh em mình đi được đến đây thôi. À. Đấy. Đẹp quá, nhìn quay cảnh đồi núi này mà trời nó nắng lên một tí thì đẹp vô cùng. Là vì bây giờ nó có cơn mưa mà. Vâng. Bây giờ sau khi rời
hồ Lầu Quan Âm nhé. Mời quý khách sang khu vực nhà khách của thuyền viện. Bây giờ mời quý khách đi nhé. Trước khi đi sang thuyền nhà khách thì mời quý khách vào cái khu vực mà lễ chùa hoặc đi vãng cảnh đền, cái nơi nghỉ chân. Nhà chùa đã phục vụ nước và hoa quả. Quý khách có mang đồ thì cứ vào đây ngồi sinh hoạt. Đây người ta gọi là An Lạc Đình. An Lạc Đình. Làm rất là chắc chắn các bạn. Bàn ghế An Lạc Đình. Chỗ này có thể phục vụ cho hàng trăm khách ngồi nghỉ trưa ở đây vẫn được. Đấy, khán giả và quý khách có dịp đi thì cứ lên đây mà trưa lên đây nghỉ chân nhé. Bây giờ chúng ta tiến sang cái khu nhà. Đây, chồng này để chụp ảnh lên, như em nhớ. Cây ngọc lan này là của nhà anh. Chào cô chú nhá. Cây ngọc lan này là của nhà anh. Đấy, tuyệt vời. Vâng ạ. Đấy. Mà khoảng anh chồng 30 năm sau mới dâng lên đây. Sao nó có cái cảnh ấy? Đấy. À đây là cây ngọc lan và chú ngọc chồng lan đấy ạ. Ở nhà mình dâng là cúng dường. À chú dâng cây ngọc lan ở đây. Vâng. Trước 30 năm ở đây. Chồng đã 30 năm rồi. Vâng ạ. Đấy ạ. Vâng. 30 năm rồi. Ông chồng ở nhà. À. Thế xong là cúng dường thì thầy có chùa ở đây xuống thầy đào lên. Vâng. Thế xong rồi cho váy cẩu đưa lên đây. Vâng. Chứ còn đưa lên đây thì ở đây mới là... chưa hả? Đưa cây này lên. Chú chồng cách đây 30 năm rồi đấy. 30 năm. Vâng. Chồng ở nhà 30 năm. Thế còn là cái thiền viện này nói với các bạn là mới có từ 2008. Vâng. 2008. Vâng. Nào theo đứng vào đây. Vâng. Chú ơi, chú cho con hỏi tí. Tức là chú mang cây này trồng bên đây thì là từ năm cách đây 30 năm rồi. Tức là ở nhà trồng 30 năm. À nhà trồng cách 30 năm. 30 năm. Xong mới đem lên đây ạ. Tức là đem từ năm nào ạ? Nói với thầy là nhà con có một cây ngọc lan. Vâng. Thầy con muốn cúng dường thì thầy xuống thầy đào xung quanh đã. Vâng. Xong thầy cho cẩu lên. Vâng. Thì cây này là lên đây là khoảng 2013. À tức là chục năm rồi. Chục năm rồi đấy ạ. Vâng ạ. Thế và nó già rồi. Như thế này cơ. Vâng vâng ạ. Thế thì là thằng con mình bây giờ là nó lại trồng cây khác. Vâng ạ. Đấy. Chỉ là cây này ông đã trồng được 30 năm ở tại gia. Đó là 40 năm rồi, đến bây giờ là vâng, 40 năm rồi. Vâng, 40 năm rồi đấy. Chú ơi chú. Chú cho con biết là tên tuổi và địa chỉ nhà mình được không ạ? Mình là Nguyễn Nhất Hạnh. Vâng ạ. Pháp danh là Thích Tuệ Đức. Vâng ạ. Mình trước là lớp trưởng của cái lớp đạo tràng này. Vâng ạ. Thế là mình là giáo viên cấp 3 về hưu. Vâng ạ. Năm nay đã được là 23 năm rồi. Vâng ạ. Thế là mình là người mà phát hiện ra cái thiền viện này. Vâng ạ. Thì ở trước kia là đây nó có một cái chùa là từ đời Trần. Vâng. Thì là nó tàn phế hết, chỉ còn nó gạch ngói. Vâng ạ. Thế một buổi chiều thì mình mang 5 cái quả táo Trung Quốc. Vâng. Mình mới khấn. Thì hôm sau là thầy lên luôn. Vâng. Hôm nào thầy thích thành tuần từ ở thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên sang. Vâng ạ. Thế và hôm sau nữa là Trần Văn Quang là giám đốc văn hóa thể thao và du lịch lên luôn. Vâng ạ. Và từ đó quyết định là sẽ xây cái thiền viện này. Vâng ạ. Thế thì là mình có tâm như thế. Vâng ạ. Thế và khi mà khởi công á, thì mình là trước các cái tiến sĩ thì mình có đọc là ngày xưa ở đây gọi là cái gì. Vâng. Đấy. Cho nên là đường xưa mây trắng mãi còn đây đấy. Vâng. Tức là 700 năm tại chốn này, khắp nơi Phật tử về tu tập, chuông khánh ngân vang mãi tới nay. Vâng. Đấy. Thì là cái bài thơ ấy, bài thơ đường. Vâng. Thì là mình năm nay thì đã là 74 rồi. Vâng. Rồi là vẫn còn đi lên, vẫn thường xuyên lên đây để tu tập. Vâng. 84 tuổi. 74 tuổi. Lại cứ muốn trẻ lại. Bây giờ mọi người đều muốn trẻ lại. Đây mới là 74 này. Vâng. Thực ra ông này cũng là giáo viên cấp 3. À, nhưng mà ông còn máu chiến của mình thì là rồi. Bây giờ chủ yếu là máu lôi. Máu lôi.
tao từ 84 mày muốn 74 đúng không? Mà lùi tiến máy lùi đúng không? Vâng. Thế là các bạn quê ở đâu? Cháu ở ngay dưới chỗ Tam Dương ạ. À Tam Dương. Vâng. Nói với các bạn là đây là chính là núi sáng. Vâng. Núi sáng. Núi sáng thì là Hoàng Hoa Thám thì quê tận ở Mãi Yên Thế Bắc Giang. Vâng. Thì khởi nghĩa chống Pháp. Vâng. Thì 1909 thì người đến đây là giấy binh ở đây. Vâng. Và đánh một trận núi sáng kinh hoàng. Vâng. Pháp chết rất nhiều và bây giờ vẫn còn tên. Vâng. Đó là cái núi nón này, rồi là con voi này, đá này vân vân. Thế và bây giờ thì còn có cái hang của Đề Thám. Ở trên đấy có Bách Vung, trên đỉnh núi sáng có Bách Vung. Bách là 100, tức là cái nơi đấy là trồng được 100 vung mạ. À thế ạ. Vâng. Thế mà Hoàng Hoa Thám thì người ta nói là người đã hy sinh rồi. Nhưng mà mãi sau này thì mới thấy Hoàng Hoa Thám thì vẫn còn sống. Thế và cái người vợ thứ ba của Hoàng Hoa Thám, Pháp nó bắt đưa sang Pháp thì hơn 90 tuổi thì bà trở lại Việt Nam và có tiền và phung đúc vào cái chùa, vào cái công trình chùa chứ không phải chùa này. Đấy. Cho nên là núi sáng là cái núi mà là rất là có giá trị. Còn cái núi mà là có cái tiền viện này gọi là núi Hình Nhân. Nếu mà đi qua cái xã Tân Lập thì thấy có một cái núi mà người đàn bà ngửa mặt lên, có cái bụng và có cái chân. Vâng. Giống như con người, gọi là hình nhân. Vâng. Đấy. Vâng. Cái núi này là núi Hình Nhân. Vâng ạ. Chú ạ. Vâng ạ, rất cảm ơn bác ạ. Vâng, cho anh em cho biết được cái những câu chuyện. Vâng. Hay về thuyền viện Tuệ Tĩnh này. Vâng. Tây giờ Tuệ Đức. À Tuệ Đức ạ. Vâng ạ. Tuệ Đức. Tuệ Đức. Vâng, cảm ơn bác ạ. Vâng, cảm ơn. Bây giờ mời khán giả bước sang khu giảng đường nhé. Cái này là cây lục vừng á. Ừ, cây lục vừng đấy. Lục vừng. Lục vừng này to quá nhỉ. Cây này chắc là chuyển ở đâu về. Chuyển ở đâu về thôi chứ còn chắc là do công ty hoặc là sung. Sung. Đây là cây lục. Đây lục vừng nhỏ đây. À cây sung, nếu mà cây sung cái này thì bình thường. Cây sung này bình thường. Vâng, chứ em tưởng là cây này cây lục vừng cơ. Trông cành giống lục vừng quá. Cây bên cạnh kia là cây sung lục vừng. Vâng. Chị có biết cây gì mấy đâu. Vâng. Với cái cây đấy thì biết nhất, nhiều nhất thôi. Trúc đẹp quá này. Mới ơi, mới anh em ơi. Đang ngồi làm kiểu. Đây là giới thiệu với khán giả, đây là khu nhà khách của thuyền viện nhé. Này khán giả, chúng ta bước vào nhà khách đường. Mời các bác vào xem qua một chút nhé. Hiện giờ cũng đang tối các bác ạ. Tối quá bác ạ. Tối quá anh ạ. Tối quá. Vâng, quay tối quá. Thôi chỉ quay qua đấy cho các bác xem qua một chút thôi. Trong tối lắm. Dạ, có cơn mưa. Không phải cơn mưa nhưng mà các thầy không bật điện. Ngoài trời thì sao. Cây này là cây rừng hay cây gì mà đẹp quá này. Cây này nhìn là cây ná vông ấy nhỉ. Sao dễ được cái này nhỉ. Cây này là chính là cây trên rừng này đấy anh ạ, chứ không phải là cây ở dưới mình mang lên đâu. Không ở dưới đồng bằng mang lên đâu, trên rừng mang xuống trồng đấy. Chắc chắn là ở trên đỉnh núi cao mới mang xuống rồi. Chứ không phải ở dưới xuôi mang lên. Dễ đẹp quá nhỉ. Đấy, dễ thế chứ. Nhỏ đấy, vua chúa ngày xưa. Khu nghỉ chân các bác nhé. Vâng, chụp ảnh. Rồi
Còn chỗ nào nữa vậy? Chân khách nghỉ trưa, chụp ảnh check in. Rất đẹp các bạn. Sau khi qua khu nhà khách của thuyền viện, mời khán giả bước lên khu giảng đường nhé. Đây là đằng sau khu nhà khách này. Bây giờ chúng ta đang tiến vào sân khu giảng đường rồi. Khi ra vào các bác đã nghe thấy tiếng các thầy đọc kinh rồi. Cái giảng đường này là cũng rất lớn các bác nhé. Đấy, dưới là khu vệ sinh tay chân khi vào giảng đường. Rất rộng các bạn. Đây là đang đứng ở khu sân. Bây giờ tiến vào khu giảng đường các bác nhé. Các bác xem qua một vòng khu sân của khu giảng đường này nhé. Cửa chính vào khu chính điện. Bác thầy đang đọc kinh mà các khách đang làm lễ, cho nên là tôi cũng không thể nào mà nói được nhiều, mong các bác thông cảm. Thì quay qua cái quang cảnh này. Cảnh bên ngoài của khu giảng đường, khu phía tây của giảng đường các bác nhé. Rất rộng lớn.
phong cảnh rất là thanh tịnh. Vừa rồi qua ống kính, quý vị đã được thăm khu điện chính và tổ đường, nhà khách và an lạc đình và chai đường là nơi nghỉ trưa của các ni cô Phật tử. Lầu Quan Âm, các bạn đã được xem quay toàn bộ các cảnh đẹp của khu thiền viện này rồi. Bây giờ xin mời các bác ra khu sân chính để chúng ta quay bao quát xuống dưới chân khu thiền viện, xem cảnh mây núi. Giờ chúng ta cùng đi xuống khu cổng chính của thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức nhé. Bây giờ lượng xe lên đông anh sang này. Hai bên cổng vào là hai chiếc lầu vọng nguyệt để cho khách nghỉ chân, dừng chân nhé. Bên trái một chiếc lầu chuông. Đây các bác nhé, đây là nguyện tiếng chuông này vang khắp nơi, tận cùng hang thẳm để muôn loài nghe chuông, lòng sáng tâm chứng ngộ, hết thay chứng sạch trí sáng ngời. Rất hay các bạn. Thiền viện Trúc Lâm, xã Đồng Quế, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, chứng minh thiền sư Thích Thanh Tử. Quả chuông này cũng to nhưng mà chưa to bằng chuông chùa Bái Đính. Phật từ Hà Nội này, từ Hải Dương, Nghệ An này, Phật ba khu ấy, cái trống này là cái chuồng này.
Đi anh em mình tiến sang thẳng bên lầu bên kia đi. Đi sang lầu bên.